Xin chào các anh chị, chào mừng các anh chị đã đến với chương trình 72 giờ khởi đầu chia tay tiểu đường và các bệnh mãn tính. Như vậy thì chỉ còn một ngày nữa thôi thì chúng ta bắt đầu chính thức vào chương trình. Tôi xin hướng dẫn mọi người thật là chi tiết để có thể mọi người bắt đầu các cái việc chuẩn bị thật là chu đáo cho hành trình. Có một số người đã có thể đã có nhiều sự chuẩn bị rồi. Tuy nhiên ở đây thì chúng ta sẽ được nhắc lại một lần nữa để chuẩn bị một cách tốt hơn. Mỗi một người hãy dừng cái video này lại, lấy cho mình một cuốn sổ để có thể ghi chép những cái chi tiết mà có thể là mình còn chưa chuẩn bị được. Nào, chúng ta bắt đầu. Hãy dừng video này lại, lấy một cuốn sổ. Nào, chúng ta sẽ đầu tiên thì sẽ xem xét lại túi tài liệu mọi người đã nhận được. Trong túi tài liệu này, ban tổ chức đã gửi cho mọi người quyển sổ hành trình như thế này. Và chúng ta sẽ dùng cái quyển sổ này để ghi chép các cái đường huyết của chúng ta hoặc là huyết áp. Trong cuốn sổ này cũng có ghi một số các cái thông tin tóm tắt về các cái kiến thức. Nhưng tất nhiên là đây chỉ là tóm tắt thôi và chúng ta cần phải nghe bài rất là kỹ để chúng ta có thể nắm được nhiều kiến thức. Cuốn sổ này, cái phần ghi chép đường huyết như thế này thì các anh chị sẽ dùng thường xuyên trong 3 ngày và những cái ngày tiếp theo nữa cho đến khi hết quyển sổ. Khi hết quyển sổ này thì chúng ta có thể là lấy bút kẻ để có thể có được một cái bảng theo dõi đường huyết, huyết áp, chế độ ăn của chúng ta và những cái diễn biến xảy ra trong chúng ta. Chúng ta cần phải ghi chép chép lại. Tiếp theo là về cuốn sách 72 giờ chia tay tiểu đường của tiến sĩ Biskorov. Tất cả mọi người cần phải đọc cái quyển sách này. Đọc có thể là đọc đi đọc lại nhưng ít nhất cũng là một lần. Quyển sách này rất là hay và chỉ có chưa đến 150 trang. Thì lần đầu tiên đọc thì chúng ta có thể chỉ mất khoảng độ 2 giờ thôi. Tất nhiên là có thể chưa hiểu hết được nhưng chúng ta nhất thiết phải đọc qua cuốn sách này ít nhất một lần trước khi bắt đầu vào chương trình. Chúng tôi đã gửi cho mọi người một cái danh sách các cái thực phẩm cần phải mua. Mọi người hãy đi mua và chuẩn bị có sẵn ở nhà để có thể thực hiện theo thực đơn. Với cái thực đơn gửi cho tất cả mọi người, mọi người hãy đọc kỹ từng bữa và từng ngày một. Đó, và chúng ta sẽ thực hiện một cái chương trình theo cái thực đơn này trong vòng 3 ngày và tuyệt đối là chúng ta không sử dụng các cái đồ ăn khác khác với các cái thực phẩm mà ban tổ chức chương trình quy định. Mọi người cũng đã nhận được một cái chương trình học trong 3 ngày, giờ nào làm việc gì rất là chi tiết thì chúng ta cần phải theo dõi rất là kỹ trên cái nhóm Viber của chúng ta. Mỗi một khung thời gian như vậy thì ban tổ chức có sự nhắc nhở, thông báo rất là chi tiết. Chúng ta hãy theo dõi một cách rất là chặt chẽ. Trong cái túi tài liệu này sẽ còn là một cái bảng này. Cái bảng này thì chúng ta sẽ sử dụng vào cái ngày cuối cùng. Thì thầy Biskorov sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách mà chúng ta xây dựng cái thực đơn và cách chúng ta xác định rằng là mình thuộc cái nhóm học viên nào để có thể có cái thực đơn tương ứng. Thì chúng ta sẽ đọc kỹ cái này và sử dụng trong ngày cuối cùng, bảng hướng dẫn thực hiện chế độ ăn tại nhà. Cuối cùng là tờ giấy ghi cảm nhận. Tờ giấy ghi cảm nhận mọi người sẽ sử dụng vào bắt đầu từ trưa ngày thứ ba, tức là trưa ngày chủ nhật. Mọi người có thể viết lên cái trang giấy này tâm thư, ghi nhận lại những cái cảm nhận của mình, những cái góp ý và những cái mong muốn của mình. Và mọi người ghi chép vào đây và chụp hình gửi lên cái nhóm Viber của mình vào buổi trưa ngày thứ ba, trưa đến chiều ngày thứ ba. Như vậy là chúng ta đã xem các cái tài liệu mà mọi người đã nhận được trong trong cái túi tài liệu gửi đến mọi người rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người một chút về các cái công việc cần phải chuẩn bị tiếp theo. Đầu tiên, mọi người, mỗi một người ngoài cái quyển sổ mà
ghi đường huyết ra thì mỗi một người nên có một cái quyển sổ riêng cho mình để ghi chép các kiến thức, và chúng ta sẽ còn học nhiều nữa trong suốt cái quá trình mà chúng ta ở trong cộng đồng BIMEMO, cho nên cần thiết phải có một cuốn sổ như thế này. Trong 3 ngày thì chúng ta sẽ nghe nhiều video của thầy Biskorov giảng và các cái chuyên gia khác cũng giảng nữa, cho nên chúng ta cũng cần phải ghi chép vào. Những cái bài học của thầy Biskorov sau đó thì sẽ có cái những cái câu hỏi trắc nghiệm, và mọi người cần phải thực hiện cái bài trắc nghiệm đấy để kiểm tra kiến thức của mình. Cho nên nhất thiết chúng ta cần phải có một cuốn sổ và bút ghi chép nhé mọi người. Về đồ ăn thì như hồi nãy có nói là mọi người sẽ đi mua các cái thực phẩm của mình theo cái danh sách các cái thực phẩm mà chúng ta cần mua để sẵn tại nhà. Có một số nơi có thể là không có những cái thực phẩm mà có sẵn, ví dụ như là miền Bắc với miền Nam cũng có mùa khác nhau, hay là các học viên ở nước ngoài thì chúng ta có thể là linh hoạt thay thế các cái thực phẩm tương tự, ví dụ rau lá thì thay bằng một cái rau lá khác, hoặc là rau củ quả có thể thay bằng một cái rau củ quả khác tương ứng. Chúng ta cũng có thể linh hoạt. Nếu mà chưa chắc thì mọi người có thể là hỏi ban tổ chức, thì chúng tôi có thể là hướng dẫn bạn xem là các cái thực phẩm thay thế có được hay không. Chúng ta ngâm đậu xanh. Ngâm đậu xanh thì chúng ta lấy hạt khô. Hạt khô khoảng 100g. Khi ngâm 100g ngâm xong thì chúng ta sẽ có khoảng 200g cái đậu xanh nảy mầm. Cái cách chúng ta ngâm như thế này, đầu tiên chúng ta rửa sạch đậu xanh. Đó, và chúng ta sẽ ngâm với nước nóng và nước nguội với tỷ lệ pha trộn như sau. 2 phần nước sôi và 3 phần nước lạnh. Đó, và để ngâm như thế này, chúng ta ngâm 9 tiếng thì có thể là ngâm từ sáng cho đến tối, hoặc là từ tối cho đến sáng hôm sau. Và sau khi mà sau khi mà ngâm 9 tiếng xong thì chúng ta sẽ đổ ra một cái rá, một cái rổ mà gọi là hết nước đi, hết nước ha, nhưng mà vẫn giữ có độ ẩm, và chúng ta có thể để thêm khoảng 5 tiếng nữa trong cái điều kiện mà mát mẻ, và nếu nó quá khô thì phải rảy thêm nước nữa. Và sau 5 tiếng nữa thì chúng ta sẽ có một cái đậu xanh nảy mầm. Khi đó thì cái hạt đậu xanh nó nứt ra một tí xíu và có thể là mọc ra một đoạn rễ cỡ khoảng độ là 1 cm như vậy. Như vậy là đậu xanh nảy mầm đã sẵn sàng để chúng ta có thể ăn được rồi. Tôi xin nhắc lại là chúng ta chỉ ngâm trong vòng 9 tiếng và sau đó đổ ra để trong một cái rá, và chỉ để cái tình trạng nó ẩm thôi, và không ngâm lâu hơn. Ngâm lâu hơn thì đậu xanh cũng sẽ không nảy mầm và sẽ bị úng. Tiếp theo là chúng ta sẽ ngâm, chúng ta cần phải ngâm hạnh nhân. Hạnh nhân khô. Hạnh nhân khô là hạnh nhân mà tươi được sấy khô, chứ không phải là hạnh nhân, không phải là hạt hạnh nhân đã được là rang tẩm sấy, thì chúng ta cũng ngâm trong vòng 9 tiếng, ngâm khoảng độ 9 tiếng. Khi ngâm 9 tiếng xong á thì chúng ta sẽ đổ nước đi. Và chúng ta có thể là để trong một cái hộp và để trong tủ lạnh chúng ta ăn dần. Một ngày thì chúng ta ngâm cỡ khoảng độ là 30 hạt, khoảng độ 30 hạt như vậy. Và khi ăn thì chúng ta, nếu mà ăn sống thì chúng ta có thể là ăn luôn cái hạt mà nâu nâu như thế này, ăn cái vỏ hạt nâu nâu như thế này. Kỹ hơn thì chúng ta có thể là bóc cái vỏ nâu đi, nó cho nó đẹp hơn. Tuy nhiên cũng không cần thiết, chúng ta có thể ăn luôn cái vỏ nâu này ha. Về các loại đậu khác, ví dụ như là đậu đỏ chẳng hạn, thì chúng ta cũng có thể là mua cái hạt đậu tươi ở siêu thị, ở ngoài chợ, hoặc là chúng ta có thể mua đậu khô và ngâm đi. Khi mà mua đậu khô thì chúng ta cũng phải ngâm khoảng độ là 5 đến 9 tiếng, ngâm 5 đến 9 tiếng và nó mềm đó rồi, lúc đó chúng ta có thể bắt đầu hấp hoặc là luộc. Còn nếu mà chúng ta mua cái đậu khô, đậu tươi ở ngoài chợ thì chúng ta chỉ cần ngâm 2 tiếng, sau đó thì hấp lên thì có thể sẵn sàng ăn được. Mọi người có thể là
Mua các cái hạt đậu tươi, ví dụ đậu đỏ này, đậu trắng này, hoặc là hạt đậu Hà Lan như vậy. Và chúng ta cũng có thể mua để có thể ăn dần trong một tuần. Chỉ cần làm để trong hộp thủy tinh và để trong ngăn đá là chúng ta có thể ăn dần được rồi. Về gia vị sử dụng trong chương trình thì chúng ta sẽ tập là ăn mặn, sẽ ăn bớt mặn đi, và chúng ta sẽ gần loại bỏ tất cả các cái thực phẩm chế biến đóng gói tinh chế và ăn lít động vật. Cho nên là chúng ta sẽ tập cái việc là ăn muối, muối hột là muối thô này, đấy, đường nâu. Và các cái chúng ta cũng có thể là dùng chanh hoặc các cái vị các cái thực phẩm là có cái vị chua như là chanh, chanh dây hoặc là thơm hoặc là cam để có thể là dùng làm nước chấm. Chúng ta cần phải làm một ít nước sốt nhá, làm được ít nước sốt để có thể ăn với rau củ khi mà chúng ta bắt đầu thay đổi cái chế độ ăn. Trong cái tờ thực đơn gửi cho mọi người thì đã có công thức làm nước sốt rồi. Hà xin tóm tắt là về cơ bản thì để có thể là chế biến được món nước sốt thì đầu tiên chúng ta cần phải hiểu là cái nguyên liệu căn bản của nó là có 3 vị, vị chua, vị ngọt và vị mặn. Trong đó thì vị chua thì lấy được ở chanh, chanh dây hoặc là cam hoặc là dứa chẳng hạn, đó là các vị chua tự nhiên. Chúng ta cũng hạn chế cái việc mà sử dụng các cái loại mà như giấm chẳng hạn, giấm mà nhất là giấm công nghiệp thì không nên sử dụng ha. Chúng ta có thể sử dụng là một là giấm gạo ở nhà sử dụng rất là ít, hoặc là chanh cam rồi dứa hoặc là chanh dây chẳng hạn, đó là vị chua. Vị thứ hai là vị ngọt. Chúng ta vẫn có thể là ăn các cái loại đường mà tự nhiên, ví dụ như là đường đường nâu, đường thốt nốt đó. Thì chúng ta vẫn có thể ăn được. Cái việc mà dù có bị tiểu đường hay chăng nữa nhưng mà một chút cái đường nâu để tạo cái vị chúng ta có vị nước sốt thì cũng không sao cả. Chúng ta có thể sử dụng thêm một cái dầu ô liu ướp lạnh ha. Dầu ô liu ướp lạnh thì có thể là cho thêm cái vào phần nước sốt để chúng ta có cái vị nước sốt ngon hơn. Như vậy là đối với nước sốt thì chúng ta có bị 3 vị căn bản là một ít đường, một ít muối và cái vị chua, và đó là 3 cái vị căn bản. Thế còn tùy theo cái loại nước sốt thì chúng ta có thể là cho thêm vào những cái màu sắc, những cái mùi vị khác để tạo cái sự khác biệt giữa các loại nước sốt với nhau nha. Về cái chất béo thì chúng ta cũng có thể dùng các loại dầu dầu dừa hoặc là dầu phộng nguyên chất ha, dầu dừa hoặc dầu phộng nguyên chất. Về bột nêm thì nói chung là chúng ta không nên sử dụng các cái loại bột ngọt và bột nêm công nghiệp. Chúng ta cũng tập dần là chúng ta cũng hạn chế ăn tất cả các loại gia vị như vậy. Nếu mà có sẵn hoặc là mọi người có thể mua được thì nên mua cái bột nêm ngưu bàng, tức là bột nêm này thực vật và bột nêm chay và hoàn toàn tự nhiên. Còn nếu không thì chúng ta cũng tập ăn với các cái nguyên liệu như là muối, đường và các cái vị chua tự nhiên là được rồi nha. Đó là về phần đồ ăn. Trong 3 ngày thì thực sự là chúng ta sẽ ăn một cái chế độ ăn hoàn toàn khác hẳn với các cái đồ ăn mà chúng ta ăn thông thường hàng ngày. 3 ngày này chúng ta hãy xác định là nó giống như là một cái bước chuyển. 3 ngày này là 3 ngày chúng ta thực sự là thanh lọc cơ thể. Tuy nhiên thì chế độ thanh lọc này á, thì lại rất là phong phú, rất là màu sắc, rất là đẹp và chúng ta ăn rất là no, và hầu hết mọi người đều có thể ăn được, không có gì khó khăn cả. Tất nhiên nếu mà anh chị biết nấu ăn và có thể là chế biến một chút, có thể là pha trộn một chút để có thể có cái vị đồ ăn ngon hơn thì rất là tốt. Còn thông thường thì chúng ta đều có thể làm được đồ ăn và có thể ăn được rất là ngon miệng và rất là no, cho nên là không lo là chúng ta đói hoặc là chúng ta không ăn được. Có rất ít người có hiện tượng là bị ví dụ như là khó tiêu, đầy hơi hoặc là cảm thấy hơi khó chịu một chút trong người. Không sao cả, đấy là hiện tượng có thể chúng ta gặp phải khi chúng ta thay đổi chế độ ăn. Như vậy nếu có
xảy ra như vậy thì vui lòng thông báo với ban tổ chức. Thì chúng tôi cũng có thể có một số gợi ý để chúng ta có thể khắc phục một số các cái hiện tượng như vậy. Nhưng nói chung là hãy yên tâm, có hơn 1.000 người học chương trình 72 giờ chia tay tiểu đường và các bệnh mãn tính rồi, cho nên là hầu hết mọi người có thể vượt qua 3 ngày này một cách dễ dàng và đầy thú vị, đầy hứng khởi. Mỗi người nên có một cái cân thế này, một cái cân khoảng độ 1 cân thôi thì chúng ta nên có trong nhà để chúng ta bắt đầu ước lượng đồ ăn. Không phải lúc nào chúng ta ăn cũng cần phải cân đâu. Nhưng ban đầu thì chúng ta cũng nên có cái cân để chúng ta ước lượng các cái thực phẩm chúng ta ăn, để đảm bảo là chúng ta chuẩn bị đồ ăn cho nó đầy đủ cân lượng, để không có bị đói và bị thiếu nha. Về cái máy xay sinh tố thì chúng ta cũng nên có một cái máy xay sinh tố cái loại nhỏ ha. Bình thường các gia đình thì hay có cái máy xay sinh tố lớn. Thì như vậy thì khi mà chúng ta sử dụng thường xuyên thì cái việc mà rửa cối nó hơi hơi phức tạp, cho nên chúng ta nên có cái máy sinh tố nhỏ như thế này để chúng ta có thể làm nước sốt này, chúng ta có thể làm sinh tố này, và cái máy này có thể chỉ cần cho ra một lượng là khoảng độ 1 cốc hoặc là 2 cốc sinh tố thôi. Đó thì nó sẽ rất là thuận tiện và việc rửa cái cối này nó cũng sẽ dễ hơn. Về thiết bị thì chúng ta cũng cần phải kiểm tra lại máy tính, máy điện thoại là chúng ta học trên thiết bị nào, và đảm bảo là chúng ta có kết nối internet, wifi là tốt nhất hoặc là dây cáp. Còn việc sử dụng kết nối internet bằng 3G, 4G thì có thể nó sẽ chập chờn hay là nó bị hết cái dung lượng 3G bất ngờ. Mọi người nên chuẩn bị là pin đầy đủ, và những cái khoảng ngắt giữa các thời gian mà học thì chúng ta tranh thủ sạc pin, và tuyệt đối là không có được vừa sạc pin vừa nghe, hoặc vừa sạc pin vừa nghe bài giảng, như vậy sẽ nguy hiểm cho cái chúng ta nha, sợ cái hiện tượng mà cháy nổ xảy ra. Mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng máy đo đường huyết và máy đo huyết áp. Hãy kiểm tra xem là kim que còn hạn sử dụng hay không, và hãy thử xem trên cơ thể mình, nếu mà thấy rằng là cái chỉ số ở trên thiết bị nó bất thường thì hãy kiểm tra bằng cách là đo cho người thân của mình mà người không bị bệnh á, để xem rằng là cái chỉ số đấy nó có phản ánh đúng cái sức khỏe của người đó hay không đó. Và tôi xin nhắc lại là nên hãy kiểm tra máy đo đường huyết và máy đo huyết áp để chúng ta có thể là có thiết bị sẵn sàng để có thể sử dụng trong 3 ngày. Khi trong 3 ngày thì chúng ta sẽ đo đường huyết 3 lần một ngày, sáng, buổi sáng đói trước khi ăn sáng, 2 giờ sau khi ăn trưa và 2 giờ sau ăn tối. Người bệnh có bệnh tiểu đường và phụ thuộc insulin thì sẽ được yêu cầu đo một lần nữa là lần thứ tư vào khoảng 11 giờ trưa trước bữa ăn trưa. Và những cái lần đo đấy thì thầy Biskorov sẽ xem xét rất là kỹ và cho ý kiến về điều chỉnh chế độ ăn cũng như là xem xét cái phần thuốc mà chúng ta sử dụng. Về luyện tập thì nhiều người có hỏi ban tổ chức là luyện tập trong chương trình như thế nào. Thì bây giờ hiện tại là mỗi một người đang có cái điều kiện luyện tập khác nhau, thì các anh chị tiếp tục luyện tập theo cái môn mà mình đang luyện tập. Nếu mà chúng ta chưa có một cái luyện tập một cái môn nào thì chúng ta có thể bắt đầu đi bộ được rồi. Chúng ta có thể, nhưng mà chúng ta cần phải có một cái đôi giày phù hợp để có thể đi bộ và bảo vệ cái đôi chân của chúng ta. Ít nhất và dễ dàng nhất là chúng ta phải có một đôi giày để bắt đầu đi bộ được rồi. Chưa có, cũng không nhất thiết là chúng ta phải theo ngay cái bộ môn cụ thể nào, ví dụ yoga hay khí công. Sau cái chương trình học thì ban tổ chức sẽ gửi tặng mọi người một cái bài khí công và có thể tập tại nhà.
Cái bài khí công này á, thì Hà đã tập 5 năm nay xen kẽ với bài tập yoga. Bài khí công ở mức độ trung bình thôi nhưng mà rất là tuyệt vời luôn mọi người. Nếu như mà chưa gắn bó đấy với một cái môn tập nào thì có thể tập cái bài khí công này. Còn trong 3 ngày thì mọi người, một là tập những cái môn chúng ta đang tập, hai là đi bộ ha. Và đi bộ thì chúng ta cũng cần phải đảm bảo thời gian là 45 phút đến 1 giờ, và cái cự ly mà chúng ta đi bộ được cũng phải là 3 cây số trở lên nha. Và đặc biệt là chúng ta tận dụng cái ánh nắng buổi sáng. Về chuẩn bị sẵn sàng cái thời gian để chúng ta có thể tham gia học một cách hiệu quả thì đầu tiên mọi người hãy thông báo cho những người có liên quan với mình, ví dụ những người trong gia đình, bạn bè hoặc những người trong cơ quan là mình sẽ phải tập trung thời gian trong vòng 3 ngày. Chúng ta đã bận rộn rất là nhiều thời gian rồi, cho nên hãy tập trung, hãy cho mình 3 ngày để mình có thể học trọn vẹn, vì đây là cái bước chuyển rất rất là quan trọng cho cuộc đời của mình. Cho nên là hãy tập trung, hãy cho mình thời gian để có thể là tham gia một cách trọn vẹn cái khóa học. Nó sẽ mang lại cái kết quả hết sức là tuyệt vời nếu chúng ta có 3 ngày khởi động một cách hoàn hảo. Trong 3 ngày đấy thì mọi người nói chung là có thể là cũng còn một ít thời gian có thể là giải quyết công việc nhưng mà tại nhà thôi, và chúng ta cần phải theo dõi các lịch hết sức là chặt chẽ để có thể là học tập hiệu quả hơn. Cho nên chúng ta hãy tránh những cái công việc mà chúng ta cần phải căng thẳng suy nghĩ hoặc là bị chi phối hoặc là phải rời khỏi nhà. Bởi vì chúng ta cần phải theo dõi theo cái chế độ ăn mà ban tổ chức đưa ra. Đó, và chúng ta cũng cần phải thích nghi với cái chế độ ăn đó, cho nên ở nhà là tốt nhất để có thể là chuẩn bị các cái đồ ăn đúng theo chương trình quy định. Về sự chia sẻ của người thân thì thật là tuyệt vời, chúng ta đang tham gia một chương trình là học tại nhà. Tham gia học một chương trình tại nhà thì chúng ta có thể là cùng với người thân đọc tài liệu, đi mua các thực phẩm và cùng chuẩn bị đồ ăn và ăn cùng nữa. Đó thực sự là rất là tuyệt vời. Người thân cũng có thể là cùng với các anh chị nghe các cái bài giảng, và trong một cái quyển sách mà sắp tới đây DIP BMO xuất bản á, thì trong đấy có một cái chi tiết thú vị là việc thay đổi lối sống, thay đổi chế độ ăn thì nếu như có sự đồng hành của người thân, của gia đình thì cái tỷ lệ mà thành công để chuyển đổi lối sống và có cải thiện được sức khỏe sẽ thành công rất là lớn so với những người mà không có cái người thân mình đồng hành. Cho nên tốt nhất là hãy chia sẻ và có sự đồng hành của người thân của mình. Cuối cùng thì tôi muốn nhắc lại cái điều mà chúng ta cần phải xác định về mặt tinh thần của mình là đối với việc mà tham gia chương trình BMO thì chúng ta tiếp cận với một cái phương pháp để có thể là lấy lại cái sức khỏe của mình một cách khoa học nhưng mà nó lại hết sức đơn giản, và nó đòi hỏi chúng ta cần phải có một cái sự chuẩn bị tinh thần rất là tốt. Thông qua những cái chương trình đào tạo cho đến đây cho đến bây giờ là khoảng độ hơn 60 chương trình và có hơn 1.000 người tham gia, thì cái yếu tố thành công chính là cái sự kỷ luật của mỗi một con người. Chúng ta hãy xác định rằng là chúng ta bắt đầu một cái hành trình, nó không phải là 3 ngày, nó không phải là 1 tuần, 1 tháng, mà đây là một cái hành trình chúng ta thay đổi bản thân, chúng ta thay đổi một những cái thói quen bình thường mà chúng ta đã làm hàng ngày, và chính những cái thói quen đấy làm cho chúng ta bị bệnh. Cho nên là chúng ta cần phải tập trung, kiên nhẫn, và mỗi một người có cái cơ địa khác nhau, có một cái bệnh sử khác nhau, có cái điều kiện sinh hoạt, học tập, làm việc rất là khác nhau. Cho nên là chúng ta có thể gặp những cái khó khăn, gặp những cái trục trặc, thì mọi người hãy chuẩn bị tinh thần là chúng ta đang tiếp cận với một cái phương pháp khoa học và đòi hỏi mình cần phải có cái sự kiên nhẫn, sự tập trung và
có một cái sự linh hoạt và đặc biệt là thường xuyên tương tác với chuyên gia và các cái chuyên viên bác sĩ của BMMO để có thể là chúng ta cùng đồng hành với nhau, cùng đồng hành với các cái học viên, cùng chia sẻ với nhau các cái kinh nghiệm, những cái bài học, cũng như là cùng nhau hỗ trợ, động viên nhau để có thể là vượt qua những cái khó khăn ban đầu. BMMO luôn luôn cam kết đồng hành với mọi người, dù là trong 3 ngày học tập tập trung, 30 ngày theo dõi một cách chủ động, chăm sóc một cách chủ động tiếp theo, hay là những cái thời gian sau đấy, chúng ta vẫn ở trong một cái cộng đồng, các cái học viên của BMMO bất kỳ lúc nào và có bất kỳ câu hỏi nào thì các bác sĩ, chuyên gia và chuyên viên của BMMO cũng sẵn sàng để có thể hỗ trợ các anh chị. Điều cuối cùng là tôi xin nói là về việc quan niệm về phương pháp BMMO. Thực sự là phương pháp BMMO là giúp cho mọi người thay đổi lối sống. Không phải là một cái chúng ta ăn một thực phẩm hay là uống một cái loại thuốc gì để có thể giúp cho chúng ta khỏe mạnh được. Việc thay đổi lối sống không dễ dàng. Tuy nhiên thì tôi tin rằng là mọi người đều có thể làm được. Chúng ta chắc chắn là hưởng được các cái lợi ích khi mà chúng ta có cái sự thay đổi. Tuy nhiên thì để đảm bảo cái sự an toàn về sức khỏe cho tất cả mọi người thì trong những trường hợp cần thiết thì chúng ta vẫn phải sử dụng thuốc và sử dụng các cái dịch vụ y tế. Tôi không khuyến khích mọi người là có một cái tư duy một cách cứng nhắc rằng là phương pháp BMMO là phương pháp kiểm soát đường huyết không dùng thuốc hay là một cái phương pháp tuyệt đối không dùng thuốc, mà đây là một phương pháp giúp cho chúng ta thay đổi lối sống, cụ thể là chế độ ăn, hướng mọi người cái chế độ luyện tập và tư duy tích cực. Còn cái việc sử dụng thuốc thì trong trường hợp cần thiết vẫn cần phải sử dụng thuốc. Đó, và mọi người không có nên một quy nghĩ một cách cứng chắc là ô tôi theo phương pháp này cho nên tôi tuyệt đối không sử dụng thuốc. Chúng ta ưu tiên việc sử dụng các cái biện pháp không dùng thuốc trước. Đó, tuy nhiên thì khi cần thiết chúng ta vẫn phải sử dụng thuốc để đảm bảo cái sự an toàn của chính chúng ta. Như vậy là tôi đã chia sẻ với mọi người rất là chi tiết những cái cần thiết để có thể chúng ta phải hoàn thành trong ngày mai và chuẩn bị tinh thần để có thể là có 3 ngày học tiếp theo. Trong chương trình học thì chúng ta cũng có rất là nhiều các cái hướng dẫn và có cái sự gọi là theo dõi, đồng hành của rất là nhiều các cái chuyên gia, các bác sĩ cũng như là chuyên viên. Cho nên các anh chị hãy yên tâm là chúng ta luôn 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 được cái sự hỗ trợ. Tôi chúc các anh chị chuẩn bị sẵn sàng để chúng ta bắt đầu hành trình 72 giờ khởi đầu chia tay tiểu đường và các bệnh mãn tính một cách hoàn hảo, và chúng ta sẽ có một cái khởi đầu hết sức tốt đẹp cho 3 ngày. Tôi là Health Coach Hồng Hà, giám đốc điều hành của trung tâm BMMO, chủ tịch của DIP Khỏe Đẹp Tự Nhiên. Tôi là người chịu trách nhiệm triển khai chương trình 30 ngày và luôn luôn đồng hành với các anh chị. Có bất kỳ câu hỏi nào thì các anh chị có thể đưa lên cái group Viber của club, và luôn luôn có cái sự theo dõi đồng hành của chuyên gia, của thầy Biscorop, của bác sĩ, của các cái chuyên gia và chuyên viên của DIP BMMO. Xin cảm ơn các anh chị lần nữa là các anh chị đã tham gia chương trình 72 giờ chia tay tiểu đường và các bệnh mãn tính. Chúng tôi thực sự là muốn hàng triệu người Việt Nam, ở Việt Nam cũng như là ở các nước trên thế giới tham gia các chương trình như thế này, để mọi người có thể là lấy lại cái sức khỏe, tận hiện cuộc sống và có thể là thực hiện các cái ước mơ vẫn còn ở phía trước của đời người. Xin hãy cùng với chúng tôi chia sẻ với nhiều người hơn nữa, thật là nhiều người hơn nữa để có thể biết đến chương trình này. Một lần nữa xin cảm ơn, xin chúc các anh chị chuẩn bị sẵn sàng tốt cho khóa học. Xin chào, xin tạm biệt.